Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa vẫn còn hiệu nghiệm. Chúng ta nói người bên cạnh là lời của Chúa vẫn còn hiệu nghiệm trên đời sống của bạn. Amen. Lời của Chúa vẫn còn hiệu nghiệm trên đời sống của bạn. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hôm nay là ngày lễ, mọi người đều đi vui chơi, rồi ăn nhậu, rồi quậy phá đủ cách, rồi bị công an thổi, rồi bị cướp bằng lái, rồi bị nồng độ cồn như tôi lúc đó. Nhưng mà anh chị em chúng ta trong salon đến đây để cầu nguyện cho đất nước, cho quê hương, cho đồng bào mình thuộc về Chúa. Chúng ta vỗ tay lời khen ngài nào nhé. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nói từ bên cạnh là thì giờ đến với nhà Chúa cầu nguyện Chúa là thì giờ tốt. Amen. Thì giờ đến với nhà Chúa cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện với các là thì giờ tốt. Amen. Và chúng ta thấy thì giờ này có phải là thì giờ tốt cho chúng ta không? Amen. Đêm hôm qua thì tôi đọc, tôi thấy rằng là mới hôm qua thôi chứ chưa phải là ngày 1 và 34 bậc năm mà có tới 2.900 người bị tước bằng lái. Wow. Và ít nhất là 38 người bị thiệt mạng. Và cả hàng trăm vụ tai nạn khác nhau xảy ra vì người ta ăn quá độ, nhậu quá độ và say xỉn quá độ, rồi sinh ra những cái chuyện vô cùng hối tiếc. Người chết thì đã đành để lại những vợ con mới là tội, đúng không anh chị em? Yeah. Nhưng mà cảm ơn Chúa, anh em Solomon không nằm trong số đó. Yeah. Chúng ta nói người bên cạnh, chúc mừng bạn không nằm trong số đó. Chúc mừng bạn không nằm trong số đó. Nhưng mà mừng cho các bạn đã dành thời giờ đến đây cầu nguyện với Chúa. Yeah. Thánh ca ở một ngày và cầu nguyện cho nhau nữa. Thứ nó chị em rằng đến đây không phải là chúng ta cầu nguyện cho chính mình mà chúng ta còn cầu nguyện cho những người thân chúng ta nữa. Amen. Chúng buổi sáng đây tôi muốn học với quý vị lời của Chúa được chép ở trong Gia Cơ đoạn thứ 5. Có lẽ là một phong độ chúng ta rất là quen thuộc, nhưng mà đây là lời sự sống mà tôi muốn gửi đến cho dân sự của Chúa buổi sáng nay trong Gia Cơ đoạn thứ 5. Chúng ta bắt đầu từ câu 13 cho đến hết đoạn Gia Cơ đoạn thứ 5, từ câu 13 cho đến hết đoạn. Cảm ơn Chúa. Để bày tỏ cái sự trân trọng lời của Chúa, mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên để chúng ta đọc lời của Chúa Trời. Chúng ta đứng lên đọc lời của Chúa Trời, bày tỏ một sự tôn trọng. Tôi sẽ đọc câu lẽ và Hội Thánh sẽ đọc câu chẳng. Trong anh em có ai chịu khổ chăng, người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng, hãy hát người khen. Trong anh em có ai đeo ốm chăng, hãy mời cha trưởng lão Hội Thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa xưng cầu cho người bị hoại, thì cha trưởng lão sẽ cầu nguyện cho người. Xin cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người không bệnh lấy lòng sốt sáng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đó, người cầu nguyện lại trời về mưa và đất sân sản hoa màu. Hỡi anh em, trong lòng anh em nếu có ai làm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì hãy biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường lành lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Chúng ta đọc câu số 20 một lần nữa. 2, 3. Thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường lành lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Một lần nữa. Thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường lành lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Ấy là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Wow. Xin mời Hội Thánh chúng ta cùng ngồi xuống để chúng ta nghe lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Gia Cơ là đệ tớ của Chúa. Ông là một trong những người được gọi là môn đồ của cầu nguyện, hay là sứ đồ của người cầu nguyện. Bởi vì người ta theo truyền thuyết kể lại,
khi ông về già, người ta rờ hai cái đầu gối của ông là nó chai hết tất cả, bởi vì ông thường xuyên cầu nguyện, quỳ gối cầu nguyện. Và sau khi ông cầu nguyện thì ông lại viết một bức thư ông gửi cho những người tản lạc của Israel, và ông nói rằng là trong anh chị em á, có ai mà chịu khổ á, thì người ấy phải cầu nguyện. Nói chung là khổ cũng cầu nguyện, mà sướng cũng phải cầu nguyện, thành công cũng phải cầu nguyện, mà chưa thành công cũng phải cầu nguyện, kết quả cũng phải cầu nguyện, mà muốn kết quả thì phải cầu nguyện, mà chưa kết quả cũng phải cầu nguyện. Tự do càng cầu nguyện, mà cầu nguyện chốt một trong lĩnh vực nào thì càng cầu nguyện nhiều hơn. Đúng không chị em? Nói chung cầu nguyện là điều cần thiết cho mỗi người trong chúng ta. Các bạn thủ đó là có ai trong anh em đau khổ, người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng, hãy ca ngợi Chúa. Và chúng ta biết rằng cái bí quyết để làm cho chúng ta không còn sống trong sự đau khổ, cái bí quyết để làm cho chúng ta thoát ra khỏi sự đau khổ, hãy nói người bên cạnh, đó là cầu nguyện. Rồi điều này tôi muốn hỏi những người đang có mặt ở đây là bao nhiêu người đã từng kinh nghiệm cuộc đời của mình có một lần mà mình đang bị đau khổ một vấn đề gì, lo lắng bất an điều gì đó, mà bắt đầu mình bước vào trong sự cầu nguyện, mình đã được giải cứu. Chúng ta có kinh nghiệm gì đó không? Hãy vỗ tay cái này, hãy vỗ tay cái này, vì chúng ta biết rằng cầu nguyện là cái chìa khóa giúp cho chúng ta thoát khỏi sự đau khổ. Cầu nguyện có nghĩa là chúng ta đến trước mặt Chúa, thưa trình tất cả những cái nguyện vọng, những tâm tư, những cái khao khát, những cái nỗi niềm, những cái ưu buồn, âu sầu của mình, thưa chuyện với Chúa, giống như một người con nói chuyện với cha. Và khi mà chúng ta hết lòng, chúng ta cầu nguyện như vậy á, anh chị em ơi, cái sự tương giao của mình được bắt nối với Chúa rồi á, thì những dòng nước mắt nó rơi ra, và bao nhiêu sự âu sầu, buồn thảm, nó lại được tan biến trong lời cầu nguyện của chúng ta. Và bản thân của tín đồ nhiều lúc có sao tôi nói thật là tôi đang đối diện với sự khó khăn và sức của tôi không làm được, và tôi trở lại tôi tìm kiếm Chúa, tôi cầu nguyện, và sau khi cầu nguyện tôi thấy có sự tiến triển trong đó. Vừa rồi thì có một người khao khát muốn một lần được đi nước ngoài cho biết, và đặc biệt là muốn đi giúp đỡ người đời, và đặc biệt đó là muốn giúp cho một số người bên Campuchia một lời cầu nguyện hay là một vấn đề gì đó. Thì nói với vợ chồng tôi là thầy cô ơi, cô muốn đi một chuyến Campuchia cho biết, nó lâu lắm rồi, thì chúng tôi nên đi Campuchia. Đi lên Campuchia xong xuôi thì quý vị biết rằng là gần đến ngày đi rồi, mà anh chị em biết rằng bao nhiêu nhu cầu chúng tôi cần phải giải quyết. Nói chuyện đám cưới không, là tháng vừa rồi là chúng tôi tốn khoảng 10 triệu. 10 triệu là tiền thơ không, chưa tính tiền chạy xe tới chỗ này chỗ kia rồi này nọ chỗ kia. Nói chung là đủ thứ tiền. Rồi chúng tôi đi miền Trung, rồi chúng tôi đi miền Tây, đi miền Trung thứ hai lần, rồi đi Cao Nguyên, rồi đủ thứ hết. Nói chung là túi tiền của chúng tôi nó đã cạn và vơi đi. Đến nỗi một người đẹp trai như thế này, nó bỏ cho 500 bỏ túi. Và tôi chở ba vị đệ tớ của Chúa đi công việc, đi về tới quận 8 rồi đi lên tới Hóc Môn giảng. Mà tôi nghĩ đi xa như vậy, trong túi mình không có một đồng nào, nguyện quá. Tôi nói em ơi, cho anh chút xíu đi. Và cảm ơn Chúa, cái hàng chạy xuống cho cậu 500. Cho cậu 500. Nhưng mà sau đó mọi người nữa lại cho hàng rồi đúng không ạ? À, cậu một cái lợi vậy còn nha. Nhưng mà cái đó là cái chuyện mà trong gia đình. Mà rồi đi Campuchia như thế nào đây? Thật sự quý vị biết để đi truyền giảng như vậy, đó là một cuộc chiến nha quý vị. Để giải cứu một người thoát ra khỏi những cái sự lo lắng, thoát ra khỏi những cái bệnh tật, thoát ra khỏi những cái tật xấu, và giúp đỡ cho họ có được miếng cơm, manh áo, hoặc là có một địa chỉ, đó là một trận chiến. Rồi chúng tôi bước vào cái sự cầu nguyện, và tôi nêu điều này cho họ thấy cầu nguyện. Và ta ơn Chúa Trời, cô Mỹ là một trong những người xuất sắc cầu nguyện trong điều này. Cô nói Chúa ơi, Chúa tiếp trợ cho thầy cô có đủ tài cảnh đi vậy á. Lời cầu nguyện đơn sơ của những người chân thành của Chúa, Chúa nhận lời. Amen. Chúng ta
chú thọ. Nhưng mà rồi là thế nào đây? Và quý vị biết rằng khi chúng tôi tiếp tục bước vào trong sự cầu nguyện, thì tạ ơn Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi quyết định đăng ký xe thì mọi sự đã được chọn. Chúng tôi đã mua 2.000 ký gạo ở ngoài ấp 6, 1.000 ký, và ở trong Reven 1.000 ký là 2.000 ký gạo, và bánh kẹo là 2 vali. Mà vali đợt này là vali bự chứ không phải vali nhỏ này quý vị. Vali mà vali gọi là 4 thùng kẹo, 4 thùng bánh đó, chứ không phải vali nhỏ đâu. Và cảm ơn Chúa Trời, những người già cần thiết được chu cấp. Nói chung mọi việc đã được chu cấp khi chúng ta hạ mình xuống tội với Chúa. Chúng ta nói về là khi bạn đối diện sự khó khăn hãy tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Amen. Khi bạn đối diện sự khó khăn về kinh tế, bạn hãy cầu nguyện với Chúa. Có thể một số người đang dư dật thì nghe lời tôi chia sẻ buổi sáng nay nó chỉ là một lời khích lệ cho vui qua loa. Nhưng những người đã đang thật sự ở trong sự khó khăn, tôi thiết nghĩ bài chia sẻ của tôi sẽ ích lợi cho quý vị buổi sáng nay. Nếu quý vị trả lại tiền với Chúa, amen. Tôi thật sự thấy được rằng là trong anh em có ai đau khổ, có ai đã bị thiếu thốn, có ai đã gặp vấn đề, người ấy hãy cầu nguyện. Kinh Thánh nói như vậy, chúng ta phải làm theo lời của Chúa, amen. Và dân lo là đầy thớ của Chúa Giêsu. Ông được kêu gọi như vậy, con phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện vì chúng ta biết rằng lời cầu nguyện không bao giờ dư. Amen. Mà sự làm bầm là dư đó. Là bỏ đó. Chúng ta thấy rằng cầu nguyện nó ngược lại với sự làm bầm. Amen. Đúng không chị em? Đúng. Sự cầu nguyện là tin cậy với Chúa. Sự làm bầm là tin tưởng và năng đề, hay là nói cách khác là oán trách Chúa. Dân Israel đã từng oán trách Chúa, họ đã làm bầm, họ gặp năng đề và thậm chí họ bị tiêu diệt. Còn Môi-se tin cậy với Chúa, cầu nguyện với Chúa, nói chuyện với Chúa, thưa chuyện với Ngài, mọi nhu cầu đã được đáp ứng. Đã có thể chạy đến trước được khi có người cầu nguyện. Amen. Không? Bánh có thể từ trời rớt xuống được khi có người cầu nguyện. Thật có thể chu cấp cho hàng ngàn người ăn no được khi có người cầu nguyện. Bị nó theo thẻ được khi có người bước vào trong sự cầu nguyện. Và có thể là ở trong hang sư tử mà có thể sống được khi có người biết cầu nguyện. Dù ở trong bụng cá đau thương nhưng biết cầu nguyện, cá có thể vừa rớt ra. Dù ở chiếc thuyền cũng bị cứ như là sóng gió cũng bị chìm tàu và kinh khủng cái sự chết chóc đang đập tới, nhưng có những con người cầu nguyện thì sóng gió phải được yên lặng nữa chị. Amen. Cho nên dù bị ở trong tù đài đau khổ tuyệt vọng, nhưng mà khó lâu sẽ ra hát lời cây cầu nguyện với Chúa thì tất cả những sự sách đã bị đứt ra và tất cả những cái như là cổng được mở ra và ông đã được follow và sẽ đã được giải cứu sau lời cầu nguyện. Và tôi thấy được rằng 5.000 người đang đối diện với cái bụng 3 ngày không có gì để ăn đối khác, đứng trước một năng đề kinh khủng vậy, Chúa Giêsu cũng cầm bánh cầu nguyện với Đức Chúa Cha, tạ ơn Đức Chúa Cha. Sau lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, bụng của người ta đã được no nê và còn dư lại 12 giỏ đầy. Nhân danh Chúa Giêsu Christ buổi sáng hôm nay, tôi cầu nguyện cho những con người đến đây cầu nguyện. Trước khi quý vị đến đây cầu nguyện, bụng quý vị sẽ đói, và sau khi quý vị cầu nguyện về, bụng quý vị càng đói hơn. Nhưng quý vị sẽ bám chặt lấy Chúa, Chúa sẽ chu cấp cho quý vị trong những ngày đó được no nê và dư dật. Một lần nữa tôi nói anh chị em là buồn đau không giải quyết được năng đề. Âu sầu không giải quyết được năng đề. Nhưng mà cầu nguyện giải quyết được năng đề. Ca ngợi Chúa giải quyết được năng đề. Và chúng ta đã từng kinh chứng kiến điều đó, chúng ta đã từng thấy điều đó, và chính chúng ta đã từng kinh nghiệm những sự lạ lùng khi chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện. Một buổi sáng tôi hỏi rằng bao nhiêu người cảm thấy phước hạnh trong cái giờ cầu nguyện của chúng ta? Amen.
tuyệt vời luôn, ngọt ngào, ấm áp, thắng thương và thỏa lòng. Amen. Và tôi tin chắc là khi thuộc linh được đáp ứng, thuộc thể cũng được đáp ứng. Chúng ta có thấy cái quy luật này chưa? Bao lâu mà sắc thật chúng ta nổi lên, mà tâm linh chúng ta bị héo mòn, thì chúng ta sẽ thấy mình bị héo những thứ khác nữa, đúng không? Amen. Khi mình héo cái sự vui mừng đó, thì bắt đầu mình làm mầm, mình miệng mình bắt đầu càng oán trách, thì càng quạo, thì các đề nó càng đến, mà không ai tự nhiên không ai cảm thấy cảm thông, không ai thương, và tự nhiên mọi người xa lánh mình, lòng mình bị bất an, rồi mình cảm thấy năng đề, cảm thấy năng đề, và cảm thấy chán đời, mệt mỏi, tại sao thế này, tại sao thế kia, và bắt đầu thấy rằng cuộc đời của mình nó bế tắc, buồn thảm và thất vọng, dẫn đến chỗ chết chóc, chết về các thuộc linh, chết các thuộc thể, chết các mối quan hệ, chết về sự bình an, chết đi niềm vui mừng, nó chết đi nhiều thứ lắm. Nhưng bắt đầu chúng ta nghe một bài giảng, và chúng ta bước vào trong sự cuộc cầu nguyện, chúng ta thờ phượng Chúa. Khi miệng chúng ta bắt đầu mở ra ca ngợi Chúa, chúng ta bắt đầu thờ phượng Chúa, bắt đầu nó để nó rớt ra khỏi, nó rớt ra khỏi tất cả những âu sầu, nó rớt ra khỏi, thì bây giờ niềm vui được giam đi đời sống chúng ta, sự bình an trở lại đi đời sống chúng ta, và tôi tin chắc là sau đó sự chu cấp của Chúa sẽ đến với chúng ta. Amen. Sự chu cấp về thực thể sẽ đến với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và cái nhu cầu của Việt Nam chúng ta nói riêng, và thậm chí là tôi mới đọc tờ báo hôm qua là ở tại nơi Philippines học sinh phải nghỉ học hết. Tôi đố quý vị tại sao học sinh phải nghỉ học? Có ai đọc tờ báo đó không? Tại vì sao? Nắng quá, 44 độ C, các em không thể nào đến trường được, và các em phải ở nhà học qua online. Chúng ta thấy rằng vô cùng căng thẳng, rồi nó nóng đến mức độ mà phải nói là mình trong mình ngày hôm qua đạt lên kỷ lục đó là 44 độ C là khí hậu nóng, nhưng mà sự cảm nhận nó tới có dưới gần 50 độ C. Quý vị thấy kiếp không? Chúng tôi đi qua Campuchia 42 độ C, 43 độ C và cảm nhận là 37 độ C, 47 độ C. Nói chung là nóng kinh khiếp, và khắp nơi đang cần gì anh chị em? Đang cần gì anh chị em? Cần nước, cần mưa. Và sáng hôm nay cô Huyền đã giải thích là nước là từ trên cái lá được thanh lịnh, mưa cũng là cơn mưa phước lành. Và buổi sáng nay bao nhiêu người đến đây với một sự khô cằn trong tài chánh, khô cằn trong tâm linh, khô cằn trong cái bố, khô cằn trong cái ví, khô cằn trong điều gì đó, bao nhiêu người trong chúng ta khao khát một cơn mưa phước hạnh của Chúa đổ trên đời của mình. Bao nhiêu người tin Chúa khao khát gì đó, nếu có bị tin thì nói con cảm ơn Chúa, con tin vào điều đó. Amen. Hôm qua thì có một người chị em chúng ta là chị Dung, chị mời chúng tôi đi đến để cầu nguyện cho má của chị ở dưới Gò Công xuống chợ gạo. Quý vị biết rằng khi chúng tôi đi đến nơi đó, wow, nó khô cằn đến nỗi dòng sông thì nó cạn luôn, và quý vị biết nước đâu có mà xài, thì từng chiếc xe chở đi, gọi là những chiếc xe tình nguyện chở nước đi mà giúp đỡ cho việc người đồng bào mình đang ở những nơi đó khô cằn thiếu nước. Wow. Và người ta chiếu những cái mảnh cái sông ở dưới Trần Văn Thời, dưới Cà Mau, từ những dòng sông mà nước chảy cuồn cuộn bao nhiêu phù sa bây giờ khô cằn hết, quý vị, cây trái là hư hết, ô nước mặn nó nhập vô, ô bao nhiêu điều kinh khủng thế vậy. Anh chị em ơi, hơn bao giờ hết trong lúc này tôi anh kêu gọi anh chị em là không những mình cầu cho mình, nhưng mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho Việt Nam chúng ta những cơn mưa phước lành. Amen. Tôi cũng cầu nguyện cho những cơn mưa phước lành đến với gia đình của quý vị. Khi một cơn mưa đến thì bao nhiêu bầu không khí ô nhiễm sẽ được trắng trong, đúng không chị em? Khi một cơn mưa đến thì bao nhiêu bụi bặm sẽ được trôi đi. Khi một cơn mưa đến là bao nhiêu sự ô uế sẽ được tẩy sạch tóc và đẩy ra ngoài. Khi một cơn mưa đến thì làm cho tất cả cây cối được bừng tỉnh, tươi sáng trở lại. Một cơn mưa đến sẽ làm cho những chú cá, chiếc khô, chiếc cạn sẽ được sống lại. Một cơn mưa đến sẽ làm cho cây xanh trời mà nảy lộc. Thế nào thì cơn mưa đến tính của ngày giáng xuống qua lời cầu nguyện của quý vị cũng làm cho bao nhiêu sự khô cằn trong tục linh, khô cằn trong vật chất, khô cằn trong chức vụ sẽ được tươi phát và sanh hoàn kết quả. Cầu nguyện đi bạn, tiếp tục cầu nguyện đi bạn, tiếp tục cầu nguyện đi, tiếp tục cầu nguyện đi, amen. Hãy tiếp tục trong sự cầu nguyện. Cho
câu số 13 nè. Chúng ta đọc lại câu số 13 một cách mạnh mẽ, thậm chí xuống từ câu 13. Chúng ta đọc lại một cách mạnh mẽ lên. 2, 3. Cho anh em có ai chịu khổ chăng? Người hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát lời khen. Sau này chúng ta đã hát lời khen. Chứng tỏ là chúng ta đang có sự vui mừng. Nó người bên cạnh là tôi đang có sự vui mừng. Tôi đang có sự vui mừng. Tôi đang có sự vui mừng. Dẫu hoàn cảnh của tôi là làm sao tôi không biết, nhưng trong Chúa tôi có sự vui mừng. Trưa hôm qua sau khi mà chúng tôi đi công việc Chúa ở dưới miền Tây trở về, thì chúng tôi sẽ ghé thăm một người chị em. Người chị em nó kể cho chúng tôi như thế này. Người chị em có một người anh trước đây biết Chúa, phục kinh thánh và đi nhà thờ. Nhưng mà sau một thời gian lấy người vợ người ngoại, cái rồi người vợ nó xúi thờ hình tượng rồi bỏ Chúa. Bây giờ là khuôn mặt đầy ảm đạm, buồn chán, rồi hút thuốc, rồi chửi thề, rồi áo sầu, nghèo cả thực thể, nghèo cả thực linh. Người ấy quay lại nó thấy ông Phong không? Ông cũng nghèo giống như mình vậy mà bác chặt với Chúa. Bây giờ tôi sáng là đẹp. Đeo đuổi Chúa, nhờ thầy nơi Chúa. Mặc dù trong túi ít tiền nhưng mặt vẫn tươi sáng nhỉ. Amen. Một lần nữa tôi nói với tất cả anh chị em nên nhớ một lần đó là có một bài hát gì nè, cảm tạ Chúa gì đó, dù nghèo vật chất mà đời sống ta nên không nghèo. Có Chúa ban đưa đời tôi thấy hòa lòng, cho chúng sống đẹp như đất cho nên anh chờ. Tâm linh an bình và yêu thương cái hát lớn hơn. Với những con ngàn tạ ơn Chúa nhiều hơn. Đời tôi bên cao như chiếc đường, qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban. Hạnh phúc đơn hoa ơn Chúa, ngày ban cho tôi yêu thương. Tuyệt thay tình yêu Chúa đồng sầu. Có Chúa nhiều yêu đời tôi thấy hòa lòng. Dù trong cuộc sống để rồi chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Chúa, mình tạ ơn Chúa nhiều hơn. Chúng ta đọc, chúng ta đọc rắc. Có Chúa để nghe được lời thấy hòa lòng. Chúng ta còn sống ngày thử thách gian nan đang chờ. Tâm linh an bình và yêu thương cả thân thời. Qua những khó khăn tạ ơn Chúa nhiều hơn. Hãy nói với anh chị, đời tôi đã cao như chiếc đường, qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên. Sự vui mừng thì sao? Hãy hát lời khen Chúa. Chúng ta vừa rồi chúng ta đang làm gì đó? Nói người bên cạnh chứng tỏ bạn đang có sự vui mừng. Nói với người bên cạnh là tôi không quan tâm trong túi của bạn là bao nhiêu. Tôi không quan tâm trong túi bạn là bao nhiêu. Tôi không quan tâm trong túi bạn là bao nhiêu. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nói chị em con như thế này, và tôi tin chắc là đến thời điểm Chúa sẽ cho chị em. Nhưng mà Chúa cho chúng ta phước hạnh, Chúa cho anh chị em giàu có, mà giàu có Chúa cho không gặp ưu phiền. Hôm qua thì tôi có gặp được một người kia, họ có làm chứng cho chúng tôi nghe như thế này. Trước đây có hai vợ chồng kia rất là yêu mến Chúa, mà vật chất họ rất là nhiều, trong thời kỳ nó khó khăn lắm. Thậm chí mà nghèo giống như mà người ta nói là họ học muối bẻ làm đôi đó, vô cùng khó khăn, mà vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Sau thời gian họ làm ăn cách nào đó, họ thành công thành đạt, họ giàu lắm.
Nhưng bây giờ cái người đó nói với vợ tôi rằng hai vợ chồng đó bây giờ không còn sống nhau nữa. Và mỗi người một nơi và con cái bị hư hỏng. Và cái này tôi không biết sao đó. Hỏi lý do tại sao? Tại vì sao? Nhiều củ quá, vợ chồng dành của với nhau, dành của, dành đứng tên, dành với dành, rồi cuối cùng là chia tay, rồi chia rẽ, rồi mỗi người một hướng, đau khổ lắm anh chị. Tôi cầu nguyện cho anh chị em là những người có mặt ở đây, mai mốt anh chị em có vào nước vác đổ tường, anh chị em yêu Chúa, yêu vợ, yêu con một người. Nhớ em không? Tạm biệt. Tôi cầu nguyện cho anh chị em mốt cái vào cỡ nào vẫn yêu thương chồng mình, nhớ như vậy, nhớ như vậy. Nhớ về Tuyến, amen. Nhớ về Duyên, amen. Cảm ơn Chúa, nhớ về Trang. Vào cỡ nào cũng phải yêu thương, phải cứu nhà ấy. Cảm ơn Chúa. Nhớ về Hương. Nhớ về Hương. Nhớ về Hiền. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên chị em ơi, một sư Khanh giảng và nhắc lại cho chúng ta nhớ câu chuyện. Chúa kêu gọi ông Mô-xê dẫn dân sự của Chúa đi vào xứ hứa để nhận lãnh cái xứ tìm sự bờ mộc. Nhưng ông nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa đi với con á, thì con cũng đi. Còn nếu Chúa không đi với con á, con thà ở trên đồng vắng còn có Chúa, còn hơn là con vào nơi xứ hứa mà không có ngày. Có thể một số người trong chúng ta nghe đây là bình thường, nhưng những người đã từng thành đạt về vật chất mà không có Chúa ở cùng, gia đình tan nát đổ vỡ, con cái đi vào trong nghiện ngập, thì mới thấy được rằng là thà chúng ta sống khó khăn một chút mà có Chúa vẫn xem như là thiên đàng tại đất rồi. Nhưng nếu mà có Chúa ở cùng mà thành đạt và dư dật làm các thứ việc làm thì càng tốt hơn nữa. Amen. Tôi đã từng thấy có những cặp vợ chồng hồi còn khó khăn họ lục đục với nhau vô cùng vì đổ thừa cho nhau tiền nhà, khó khăn tiền học cho con, rồi tiền sửa xe, rồi đủ thứ cho nên cuộc sống họ vô cùng vất vả, họ lục đục hoài vậy. Nhưng sau khi họ cầu với Chúa, Chúa ban ơn chúc phúc cho họ thành đạt về vật chất, họ yêu thương nhau nhiều hơn, họ quan tâm nhau nhiều hơn, họ biết đó là gì, phú quý sinh lễ nghĩa nhiều hơn. Bắt đầu họ có những đồng tiền quay về biết ơn ba mẹ vợ của họ, biết ơn ba mẹ chồng của họ, họ biết ơn thầy cô những người dẫn dắt đời sống họ, và họ dâng hiến cho những cuộc truyền giáo nữa anh chị. Cho nên trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi cầu nguyện cho anh chị em trong một thế sơ, anh chị em sẽ thành công về thuộc linh và cũng thành công trong thuộc thể nữa, được 30%. Tôi cầu nguyện cho anh chị em thành công trong thuộc linh và cũng thành công trong thuộc thể nữa. Thành công trong thuộc linh không mà thuộc thể héo cũng tội lắm, và thành công trong thuộc thể không mà thuộc linh héo càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà tôi biết rằng Chúa muốn là ông sang ông cầu nguyện là gì? Tôi cầu cho anh em cùng cho thành vượng trong bao nhiêu trong mọi mặt, thành vượng để thành xác và hồn lắm còn linh luôn. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa này giúp đỡ cho chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà bước đi trong sự thành công. Bao nhiêu người buổi sáng này đến đây không thấy con được thành công? Bao nhiêu người muốn được, hãy nói lớn là con muốn thành công. Con muốn thành công. Hôm qua tôi có nói chuyện với một người chị em kia, mặc dù bây giờ chưa làm được, nhưng tôi biết người này có lòng sự vui quan. Người này nói gì? Tôi nghe ông bà một xưa cầu nguyện cho xây nhà thờ 500 ghế ngồi, 1000 ghế ngồi, tôi khoái lắm. Tôi cũng thành đạt được, tôi sẵn sàng ủng hộ thầy cô liền. Tôi nói wow, nghe cái mắt là mắt rồi, mặc dù chưa mua được. Nhưng mà anh chị em ơi, nếu chúng ta khao khát mong muốn đúng thời điểm đẹp ý Chúa, Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta. Bao nhiêu người tên là để thời điểm Chúa sẽ chào thánh của Chúa có một cái lời nghe cái lời. Bao nhiêu tên mời đó. Amen. Amen. Thì Chúa đẩy cái từ này ra luôn. Tại vì biết sao có sao thì nó thiệt vậy, đẩy thì cũng tốt, nhưng mà tốt hơn là có một mảnh đất nó rộng hơn, có cái chỗ để xe hơi và gần một cái chỗ mà coi như là xe hoặc ta chạy tới nơi, những cái người ta đi nhố vậy có cái xe buýt 50 cái ngồi chở tới luôn, để rộng rãi như vậy.
chúng ta biết rằng là vàng là của Chúa, bạc là của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta là con cái của Ngài đi hàng đầu chứ không đi hàng đuôi. Chúng ta đã lên cao chứ không phải ở dưới thấp. Chúa nói là Ngài vốn giàu, Ngài tự làm nên nghèo, hầu cho mọi sự đốt nghèo mà những người đang có mặt ở đây trở nên giàu có. Amen. Tôi không xuống về ham muốn về vật chất, nhưng anh chị em ơi, tôi xuống về hãy nhờ cậy nơi Chúa để chính Ngài làm thành điều Ngài muốn trên đời sống của chúng ta. Và ý muốn của Chúa đối với chúng ta là gì? Chúng ta là con cái của Ngài để hành đầu chứ không phải hành đuôi. Chúng ta là người đặt trên cao không phải là người dưới thấp. Hãy nói người bên cạnh, bạn là người ban cho chứ không phải là người đi vay mượn. Ban cho, ban cho, người ban cho, ban cho. Anh sẽ vâng kinh thánh chứ nói là ban cho là có phước hơn chẳng hạn đó. Bao nhiêu người đã từng kinh nghiệm khi mình ban cho mà người nhận á vui ít mà người cho thì vui nhiều. Quý vị có kinh nghiệm gì đó không? Vừa rồi thì chúng tôi đi qua Campuchia thì tôi cũng thấy những hoàn cảnh đặc biệt, thì cô gửi những cái món quà yêu thương riêng. Và khi ông thầy Hải ông nhận những món quà đó, ông về ông trao tay cho người đó và người đó cầm những cái phong bì gần đó là Akun là cựu, Akun là Giêsu. Cảm ơn thầy cô, cảm ơn Chúa Giêsu. Và quý vị cứ rằng đó là họ nói trong sự run rẩy, họ vui mừng, họ có được một bịch gạo, họ có được bì thư, họ có được những cái. Tôi nói với chị em á, họ vui bao nhiêu không biết, mà tôi nhìn những biết đó tôi vui rất là nhiều. Amen. Tôi vui chỗ nào? Tôi nói Chúa ơi, con vốn là một con người chả ra gì cả, con lo cho bản thân con không xong, mà bây giờ nhờ Ngài, qua Ngài và bởi Ngài mà con lại trở thành nguồn phước cho nhiều người. Amen. Vui không anh chị em? Vui. Vui không anh chị em? Vui. Khi mình trở thành nguồn phước cho người khác, vui lắm đó chị em. Amen. Mà khi mình lo cho người ta xong xuôi, Chúa có để mình thiệt thòi không? Không. Cảm ơn Chúa Trời. Cho nên chúng ta hãy tiếp tục nhờ cậy nơi Chúa. Chúng ta đọc tiếp vào số 11 nha, đọc vào 11 trong nhà 2 và trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các tiểu bảo ở thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức giàu cho người bệnh đoạn thì các tiểu lão đã cầu nguyện cho người. Sư cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ dậy, nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Hôm qua chúng tôi đến cầu nguyện cho bà cụ đó, là bà năm nay 85 tuổi và bị bệnh, và bác sĩ căng thẳng quá, nhưng mà gia đình cũng căng thẳng quá, thì cuối cùng người con đó điện thoại cho chúng tôi cầu nguyện. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, cách nào đó hầu thánh cầu nguyện, nhiều người cầu nguyện và Chúa đã đỡ bà ấy dậy có siêu nhiên của tình thương. Ngày hôm nay có khỏe mạnh, có bình yên, bà minh mạnh, có biết hết tất cả. Và cái người đó là muốn chúng tôi đến để cầu nguyện cho, hướng dẫn cho mẹ của mình tiếp nhận Chúa Giêsu trong lòng, có thành tâm thật lòng. Thì hôm qua bà ấy đã tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng rồi. Chúng ta vỗ tay nhờ cậy Chúa. Wow. Có những cái bệnh, có những cái điều mà chúng ta thấy là vô cùng nguy hiểm, có người thì bất lực, có người thì bỏ tay, nhưng nhờ cậy nơi Chúa, Đức Chúa Trời ra tay và Ngài chữa lành rất siêu nhiên anh chị em ạ. Amen. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Nhiều người trong chúng ta có mặt tại đây đã từng kinh nghiệm Chúa chữa lành cho mình rất siêu nhiên chưa? Amen. Ai đã kinh nghiệm người đó chưa? Amen. Wow. Cảm ơn Chúa. Người đang đứng đây nói chuyện với quý vị đó cũng kinh nghiệm sự chữa lành, sự siêu nhiên tình đó nha. Nếu mà Ngài không chữa lành cái suy nghĩ á thì Ngài hôm nay đã được đẹp trai như vậy rồi, đúng không chị em? Cho nên Chúa là đấng chữa lành. Chúa nói là sau khi mà cầu nguyện á thì Chúa chữa lành cho người đấy, nếu mà kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Cái điều này chúng ta quan trọng này. Sự tha tội đi trước, sự chữa lành sẽ đi theo sau. Rồi đôi lúc có sự chữa lành đi trước nhưng mà chữa lành sau chưa đủ, còn có sự tha tội đi theo sau nữa. Cả hai đều cần cả, đúng không chị em? Có những trường hợp về chữa lành về nội tâm trước, như là ông Nahaman, ông được các tiểu tôn vong, ông đau phục đầy tớ của Chúa, ông vâng lời, ông phải dìm mình xuống nước, ông tắm không phải là 6 lần tới 7 lần, ông vâng lời, ông làm xong, ông được chữa lành về phần thuộc linh, phần thuộc thể con cũng được chữa lành, gia đình trở lại như đứa bé trẻ. Amen. Nhưng có những trường hợp như người đàn bà mắc huyết, Chúa chữa lành trước, rồi Chúa nói là hỡi con gái của ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh.
mà chúng nói là có một phân đoạn khác ở chỗ trong Luca đoạn thứ 19 phải là nói về sự chữa lành cho những người mù kia thì những người phong kia thì Chúa Giêsu lại tiếp tục là nói là gì, tội lỗi của con cũng được tha được, chữa lành xong thì tội lỗi cũng được tha được anh chị. Cho nên chị em ơi, có những trường hợp về sự chữa lành về thể đi trước rồi tội lỗi được tha sao, nhưng có những trường hợp tội lỗi phải được xử lý trước rồi sự chữa lành sẽ đi theo sau. Amen. Nhiều người giữ lòng cay đắng, nhiều người giữ lòng hận thù, cho nên làm cho mất giấc ngủ, làm cho buồn phiền, và nó sinh ra là bệnh mất ngủ, bệnh ăn không ngon, bệnh rối loạn tiền đình, rồi ảnh hưởng về bao tử, nó nhiều thứ, nó làm cho rối ren. Nhưng khi sao biết ăn năn, biết tha thứ, biết hòa thuận, biết vui vẻ, giấc ngủ trở lại bình thường, ăn uống bình thường trở lại, máu huyết bình thường trở lại, không còn rối loạn tiền đình, thì bệnh tật cũng được chữa lành nữa. Cảm ơn Chúa. Có những con người có những cái lòng cay đắng, và quý vị biết là nhìn không muốn nhìn mặt và luôn luôn giữ cái lòng như vậy á, tôi nói anh chị là hại sức khỏe vô cùng. Nó hại sức khỏe vô cùng, hại sức khỏe vô cùng. Tôi thì tôi cũng có nhiều người bạn, nhưng mà có những người bạn thì nhắn tin cho tôi thì nó rất là vui và tôi rất được khích lệ. Nhưng mà có những người bạn á, là họ nhắn tin cho tôi là tôi biết đó là nó này, có nó này. Sáng sớm này thì tôi nhận được tin nhắn, và một tin nhắn gọi là mết và cảm thấy căng thẳng. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, tôi nói là Chúa ơi, kẻ thù của con không phải là con người này, và kẻ thù của con là ma quỷ và Satan. Và tôi đã tìm những lời lẽ nhẹ nhàng, và tôi đã đối đáp là như thế này để cho hạ giọng người kia xuống. Họ mết về một thành viên trong hội thánh này, nhưng mà người đó đã đi xa, thành viên đó không có đây, thành viên đã đi xa rồi. Chứ những người đang ở mặt đây là những người đang tốt, nhưng những người đi xa rồi đã làm cho rắc rối. Nhưng mà điều tôi muốn nói anh chị em rằng là trên đường tôi tập thể dục mà nó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi hoài, nó lẩn quẩn trong đầu tôi hoài, mà nếu mà tôi cứ để nó lâu ngày ấy, thì nó sẽ thành đầu lưỡi và nó không tốt. Cho nên tôi biết cách nhân danh Chúa Giêsu loại tất cả những cái tư tưởng kiện cáo mà hơn thua giành giật, giống như bọn chân chiên của Lót, bọn chân chiên của Abraham cứ giành nhau, cứ căng thẳng vậy. Nhưng là Chúa Giêsu con bội loại nó khỏi tâm trí và tâm lòng của con. Amen. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã chữa lành cho tôi. Anh chị em thấy không, quan trọng vô cùng. Không cẩn thận, ngày hôm nay nhiều lời nói, ngày hôm nay nhiều tin nhắn, ngày hôm nay nhiều sự chỉ trích, nó sẽ đeo gieo vào những hạt giống của những sự hận thù, hạt giống của sự buồn thảm, hạt giống của sự tổn thương, hạt giống của sự đau đớn, hạt giống của những sự mà mất mát, nó gieo vào trong tâm trí và tấm lòng của tôi và anh chị em. Nếu tôi và anh chị em không cẩn thận ương nó, bảo vệ nó sẽ mọc thành một cái cây, nó mọc thành một cái mầm rồi thành một cái cây. Nếu không cẩn thận, không nhổ sớm, nó biến thành một cây cổ thụ vô cùng nguy hiểm đó anh chị em này. Học giống của sự chia rẽ, học giống sự tổn thương, học giống sự đau đớn nào gieo trên đời sống anh chị em. Tôi khích lệ anh chị em hãy nhờ Chúa mà bố nó đi mà quăng nó đi, đừng để nó mọc trong lòng và trong tâm trí của chúng ta. Amen. Amen. Nếu chúng ta trồng học giống của sự tha thứ, nếu chúng ta trồng học giống của sự nhân từ, khuôn mặt chúng ta đẹp lắm. Amen. Đẹp lắm. Chúng ta trồng học giống của như đó, chúng ta rất là đẹp. Và tôi nói anh chị em rằng, nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta trồng những học giống của sự cay đắng, trồng học giống sự hận thù, mặt ta xấu lắm, lo lắng lắm, buồn phiền lắm, cay đắng lắm, xấu lắm, và làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Cho nên anh chị em ơi, có một câu nói là con chim có thể bay ngang qua đầu của bạn, nhưng bạn đừng để cho nó đậu trên đầu của bạn làm tổ và nó ị trên đó. Amen. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Chúng ta cuộc sống thì rất là nhẵn lắm, chúng ta có gánh nặng lắm, mà nếu mà chúng ta sống cuộc sống như vậy mà mình không để cho tình yêu của Chúa, lời của Chúa, sự tha thứ của Chúa tuôn đổ trên đời sống của mình á, tôi nói anh chị là ủ lắm, và làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống này nó không có chất lượng. Một cuộc sống chất lượng là luôn luôn vui cười, trang hòa, chia sẻ, tha
tha thứ, sống vị tha, sống nhân từ, sống mà sống như Chúa chúng ta cần phải sống. Từ đó anh chị em nào đời sống ý nghĩa thì chắc chắn đời sống chúng ta sẽ được kết quả cho Chúa. Amen. Bao nhiêu người muốn có sức khỏe nè? Bao nhiêu người muốn có sức khỏe? Sức khỏe. Amen. Có cần sức khỏe. Amen. Muốn có sức khỏe thì Kinh Thánh chỉ bảo rằng sao? Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Amen. Nếu giữ vòng này nè, ai ghét ai, tôi khuyên anh chị em chúng ta nên biết là đó không phải là kẻ thù của mình đâu. Đó là anh em của mình đó. Mà kẻ thù mình là mà quỷ đức thì sao này? Chúng ta không hài lòng, chúng ta nên gặp nhau nói chuyện vui vẻ rồi chúng ta giải quyết. Nhất là vợ chồng nha, nhất là vợ chồng. Như gặp vợ chồng tôi đọc được một câu chuyện tôi thấy cảm động. Khi hai vợ chồng kia cưới nhau được 6 năm và cuộc sống thì vẫn bình thường, vẫn làm ăn như vậy, có được hai đứa con. Và cuộc sống thì đâu phải lúc nào cũng vui đâu, cũng có lúc dài lúc khác. Nhưng một ngày kia thì có những chuyện bất bình trong gia đình, thì cuối cùng thì họ để trở thành chiến tranh lạnh. Bắt đầu từ những cái gọi là bắt đầu quan điểm, rồi bắt đầu ngôn ngữ, rồi cuối cùng để bắt đầu trong cái suy nghĩ tấm lòng nó lớn lên. Và cuối cùng họ không thể nói chuyện với nhau, họ giận nhau. Và cuối cùng họ dùng chiến tranh lạnh với nhau. Họ sống với nhau trong một nhà vợ chồng mà không nói chuyện với nhau, không tương tác với nhau trong vòng một tháng. Người được nghĩa là cái sự nặng nề. Và người chồng cũng muốn tự tử chết, người vợ cũng muốn tự tử chết rồi, và cảm thấy nặng nề quá. Và cuối cùng một ngày kia ông chồng chịu hết nổi, và ông chồng nói thôi đủ rồi, chúng ta sẽ ly dị để giải thoát cho nhau em ơi. Và người vợ nó đồng ý. Và thế là trong đêm đó 12 giờ đêm, ông ngồi ông gõ máy, ông đến tờ ly dị, ông viết đơn ly dị và ông đưa cho người vợ kiểu ký đi để mình tự giải thoát cho nhau, đừng sống như thế này để căng thẳng. Và quyết định là ông chồng giữ đứa con lớn, bà vợ giữ đứa con nhỏ, và tất cả tài sản chia làm đặt đôi với tất cả, đường ai nó đi, vali ai nó xách. Sống trong sự căng thẳng buồn phiền như vậy thì bây giờ ông chồng vừa đưa giấy thì người vợ ký liền. Và ông chồng nói là đợi chiều mai khi tôi làm việc về tôi sẽ chở đồ cho cô, để rồi chuyển cô đến một chỗ ở khác. Rồi cô bảo là tôi không cần ông nữa, tự tôi đi luôn. Và trong lúc ông chồng đi ra khỏi nhà, cô vợ tự động đem đứa con mình và chỉ cầm một chỗ đồ kêu xe taxi để đi trở về nhà mẹ của mình để mà ở. Khi trên đường đi đường xa và đến tận tối thì bỗng nhiên đứa con cô bầu nó bị sốt, nó nổi lên sốt và nó bệnh trên con mình đi ngược lại đến bệnh viện và đi vào trong bệnh viện và đứa bé sốt đến 41 độ gần co giật luôn. Và cô tay thì cầm sách, tay thì bồng con, mà người ta luôn gọi là người nhà đâu ký rồi dốc lên để quyết định cho bé đó con thì ảnh hưởng đến dây thần kinh của bé quá trình người nhà đâu. Mà cô này thì mệt quá, đuối quá, từ sáng giờ không ăn gì cả, từ đêm qua giờ ký tờ lý dị đến giờ không còn tinh thần, không muốn ăn, không muốn gì cả. Sức lực của cô cạn kiệt, mà con của cô mà không có sự bố thì nó không cạn kiệt thêm nữa. Và bắt đầu lâm trong một tình trạng rất là nguy kịch. Và cô nhớ lại rằng trước đây mỗi lần con bệnh á thì có chồng đi theo, người bác sĩ y tá kêu lên thì ông chồng phụ ký liền, người giữ con, người ký giấy, mọi chuyện trở nên an đềm. Nhưng mà lần này một mình cô phải gánh chịu quá trình căng thẳng và cô không biết làm sao. Những giọt nước mắt cô cứ lăn tròn và cái sự đau đớn tột đỉnh, và đứa bé bị sốt cao quá, nó bị mất bình tĩnh và nó đứng chồng. Cô đi càng lo càng sợ nữa và rối, và cuối cùng ký giấy, bác sĩ đã kịp thời và cứu chữa đứa bé được và đứa bé khỏe lại cho đến tận 12 giờ đêm. Tận 12 giờ khuya cô này mệt lả người, và cô này được bác sĩ bảo rằng bây giờ đứa bé nó đã được phục hồi lại, bây giờ có thể là muốn nhập viện hoặc là cho bé về tiếp tục uống thuốc hạ sốt và giúp đỡ cho đứa bé, và người mẹ nên ăn gì vô để lấy sức để nuôi đứa bé. Thì cô này mới tỉnh lại, bắt đầu mới mở cái giỏ ra, nhìn trong điện thoại 20 cuộc điện thoại, 20 cuộc gọi nhỡ, thì mới phát hiện được đó là chồng của mình rồi. Và lời cô
đọc được lời tin nhắn của anh này nhắn rất là nhiều, đó là: em ơi, tha lỗi cho anh đi, anh đã thấy anh sai rồi và em cũng sai nữa đó. Tại sao mình lại hành hạ nhau và tại sao mình phải làm cho hai đứa con mình đau khổ như thế này? Từ đêm qua em đi đến giờ con không hề ngủ, nó khóc mãi, nó đòi mẹ nó, anh lo không được, anh đi làm về anh không còn thấy cảnh mẹ con em chào đón anh không còn thấy em ngồi nữa đó. Và bây giờ anh thấy khủng hoảng quá, anh thấy khủng hoảng quá, em tha lỗi cho anh đi, em ở đâu rồi, anh đến anh rước em về. Và cô này bóc điện thoại ra gọi lại cho ông chồng, và hai vợ chồng khóc với nhau trên điện thoại cả tiếng đồng hồ. Cô vợ cũng xin lỗi, ông chồng cũng xin lỗi, và đưa hai đứa bé thì nó cảm nhận được một điều gì đó, nó ngây ngất và nó không biết chuyện gì xảy ra cả. Và cuối cùng thay vì cô này chạy về phía bên ngoài để trú ẩn những ngày bão tố của năng lực gia đình, thì cô này nghe lời ông chồng thuyết phục và đón taxi chở về nhà. Ông chồng ra đưa cô vợ vô, hai vợ chồng ôm nhau khóc nhau mấy tiếng đồng hồ. Họ đã làm hòa với nhau, họ đã tha thứ cho nhau, và họ đã đến với nhau để nâng đỡ cho nhau. Thì ngay lúc vợ chồng hòa thuận lại với nhau thì những đứa con nó cũng được chữa lành đằng chuyện. Những đứa con nó không còn sống trong sự sợ hãi nữa, và họ đã kinh nghiệm được cái sự chữa lành nội tâm khi mỗi người nhận điểm sai về chính bản thân của mình. Chúng ta là phải hết xương tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Nếu mỗi người trong hội thánh, nếu mỗi người trong gia đình, nếu mỗi người phục vụ Chúa, nếu mỗi người mà đi ra đi truyền giáo, mà nếu chúng ta không biết được cái chỗ này á, ma quỷ nó dùng nhiều chiêu, nó đem sự đau đớn, đem sự tổn thương, đem những cái sự hụt hẫng, đem sự mất mát, nó đặt vào trong lòng chúng ta, nó trồng cho chúng ta hạt giống của sự tổn thương, nó trồng trong chúng ta hạt giống của sự đau đớn, nó trồng cho chúng ta hạt giống của sự cô đơn, nó trồng cho chúng ta hạt giống của sự tổn thương, nó sẽ làm cho chúng ta bị đau đớn mất mát rất là nhiều. Nhưng nhân dân Chúa Giêsu buổi sáng nay, tôi cầu nguyện các anh chị và tôi sẽ nhờ Chúa mà nhổ những hạt giống tổn thương đó ra khỏi đời sống của mình. Và nhân dân Chúa Giêsu chúng ta công bố rằng chúng ta hãy trồng những cái cây của sự tha thứ vào, trồng những cái cây của tình yêu thương Chúa vào, để anh chị và tôi sẽ kinh nghiệm sự chữa lành nội tâm. Chữa lành thể xác là một phần, nhưng chữa lành nội tâm là phần quan trọng nha anh chị. Sau đó thì ông có đưa ra những ví dụ là ông Eli á vốn là người yếu đuối giống như bao nhiêu người vậy thôi, ông thiếu kém với bao nhiêu người vậy thôi, nhưng ông cầu nguyện không mưa thì trời không mưa, nhưng sau đó ông cầu nguyện mưa thì trời đã mưa. Thì điều đó đầy tớ của Chúa Gia Cơ cũng đưa ra ví dụ là gì? Sức mạnh của sự cầu nguyện, sức mạnh của sự tìm kiếm Chúa, sức mạnh của sự nhờ cậy nơi Chúa vô cùng hiệu quả. Amen. Chúa cầu nguyện cho mỗi một người trong chúng ta khao khát những cơn mưa thuộc linh của Ngài đầy dậy trong hầu tháng của Ngài trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Amen. Và ông đưa ra một cái điều đó là gì? Hỏi anh chị em, trong vòng anh chị em mà nếu có ai lầm lạc, cách xa lẽ thật, cách xa cái tình yêu thương, cách xa chân lý, mà có một người nào đó làm cho người đó ăn năn trở lại á, làm cho người đó biết quay lại á, thì phải biết rằng á, kẻ đó làm cho người đó là có tội mình trở lại á, bỏ con đường lạc lạc á, ấy là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi người làm chết. Cho nên mình thấy là cái sự cầu nguyện vô cùng quan trọng. Qua sự cầu nguyện mà chúng ta có đủ sức mạnh, chúng ta có đủ năng lực để tha thứ cho người làm tổn thương mình, đúng không anh chị em? Nếu mà chúng ta không có sự cầu nguyện, không có năng lực của Chúa, khó mà tha thứ, đúng không anh chị em? Khó mà có thể mà làm hòa lắm. Nhưng anh chị em ơi, chúng ta có Chúa rồi, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà tha thứ giải cứu, để cho khiến người đó trở lại thoát khỏi con đường lầm lạc, để người đó tội được tha, linh hồn người đó được cứu nữa anh chị em. Cho nên buổi sáng nay đấy là cái giờ cầu nguyện, tôi muốn anh chị em chúng ta hãy đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Nếu chúng ta cảm thấy chỗ nào trong chúng ta cầu nguyện tổn thương,
con bị bất thắng, hãy trình dâng lên cho Chúa lấy cơn giận này. Và cái người nào đó mà Chúa muốn chúng ta tha thứ cho họ, hoặc là hoàn với người nào đó Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, thì anh chị có thể cầu nguyện cho nhau ngay trong giờ này. Bởi vì đây là điều rất là quan trọng, sẽ giải cứu người khác và giải cứu chính mình chúng ta nữa. Hỡi anh chị, chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Ngay trong giờ này anh chị em ơi, chúng ta sẽ cầu nguyện ngay trong giờ này. Hallelujah. Ôi Chúa Giêsu ngài đã dạy chúng ta sẽ tặng có sự cầu nguyện. Chúng ta là nếu các ngươi hết lòng tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha lỗi cho các ngươi. Hallelujah. Ôi nếu các ngươi hết lòng tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha lỗi cho các ngươi. Mà nếu các ngươi không hết lòng tha lỗi cho người ta, thì Cha ta trên trời cũng không tha lỗi cho các ngươi. Vậy hãy tha thứ để chúng ta được tha thứ, hãy cầu nguyện cho người khác để chúng ta được cầu nguyện, hãy yêu thương để chúng ta được yêu thương, hãy làm hòa để chúng ta được làm hòa, hãy giảng hòa để chúng ta được giảng hòa. Hallelujah. Ô chúng ta hãy cầu nguyện ngay trong lần này. Hallelujah. Ô trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Ô chúng ta sẽ thờ phượng Chúa như vậy nhé. Để Đức Chúa Trời làm trong tâm lòng. Hallelujah. Ô chúng ta cứ để chúng ta cứ tiếp tục để cái sự cầu nguyện. Hallelujah. Ô trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Lớn cái ngày người. Ô Hallelujah. Trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.